Dạ alo ạ. Dạ bác có phải là bác Quyết không ạ? Phải, thế cháu là ai? Dạ vâng, cháu thấy bác ghi cái biển là cho thuê phòng trọ ấy ạ, cho nữ thuê ạ, thì không biết là nhà mình còn phòng không hả bác? Vẫn còn, rảnh đến mà xem. À dạ vâng, thế bác cho cháu lại cái địa chỉ giờ cháu vào luôn nhá. Vào được, vào luôn đi. Thế sau kết bạn Zalo rồi bác gửi định vị dạ cho vâng nhé. Ạ, dạ vâng, cháu chào bác ạ. Bác Quyết ơi. Bác Quyết ơi. Nào bác Quyết. Ôi, cháu xin lỗi. Bác có sao không ạ? Mày để tao vả lại mày xem mày có đau không nhá. Dạ, cháu là cái đứa mà lúc nãy mà gọi điện cho bác ấy. Mà eo ơi, cái phòng trọ mà bác đăng ảnh lên ấy đẹp thực sự luôn. Ừ. Nhìn thoáng qua thì bác đoán là cháu chuyển 17 phòng trọ trên một tháng nhỉ? Ôi giời ơi, bác khiêm tốn quá. Nói chính xác ra là 22 lần bác ạ. Hả? Cái bác chủ trọ đấy khó tính lắm. Cháu đi làm đêm cố gắng một tí để kiếm thêm tiền. 22:30 mới tan. Ấy thế mà nhất quyết bác đấy 22:29 đã đóng cửa. Như thế là người ta cũng không được. Bây giờ sinh viên người ta ra Hà Nội làm thêm, vừa đi học vừa đi làm, thì phải tạo điều kiện cho các cháu chứ, đúng không? Yes. Thế cháu quê ở đâu? Cháu đố bác biết đấy. Ô cái con điên này, tao gắn định vị ở háng của mày mà mày hỏi lại ngược tao như thế. Thế thì cháu mới đố. Cháu cứ tưởng kinh nghiệm của bác đến đâu nhiều lắm cơ. Bác nhìn người cháu như thế này cũng phải biết cháu là người Bắc Giang chứ. Bắc Giang? Ê, chắc là cháu cũng ăn chung mạch nước với cả bệnh viện tâm thần nhỉ? Ôi, sao bác biết? Kiếp trước bác là thầy bói à? Này, nhà cháu cách bệnh viện tâm thần có 40 mét thôi. Hay là bác vừa được xuất viện à? Không, bác thì bình thường. Chẳng qua là bác từng này tuổi rồi, bác có kinh nghiệm phân biệt được đứa nào bị thần kinh, đứa nào bị dở, đứa nào bị hâm hấp. À, thế bác thấy cháu ở đoạn nào ạ? Cỡ cháu ấy phải combo tất cả 3 giây chậm 1. Này bác ơi, sau này cháu ở đây là cháu là cư dân nhà bác đấy. Bác không bảo vệ cháu thì thôi, bác lại còn nói cháu thế. Bác đùa mà. Thế tóm lại có ở không để bác biết. Dạ, cháu có chứ. Rồi, thế đi lên đây xem phòng với bác nhá. Bác thì làm hợp đồng 3 tháng một lần, mỗi tháng 1 triệu. Tiền điện nước thì bác tính theo giá nhà dân. Cháu ở thì cọc trước 500. Trong 3 tháng mà cháu chuyển đi thì 500 để bác tiêu. Còn nếu như mà cháu mà tiếp tục ở thì cái tiền cọc vẫn giữ ở đấy. Cháu thấy như thế là hợp lý bác ạ. Giá điện nước ở đây là còn rẻ nữa. Mà đến thời điểm hiện tại cháu vẫn phải dùng điều hòa cơ mà. Thế cháu có cần dùng bình nóng lạnh không? Bác lắp cho không mất tiền. Ôi giời ơi, bác đúng là vầng thái dương của cháu. Tuy kinh nghiệm của cháu vẫn còn non nớt, nhưng cháu nhìn thấy bác đúng là phúc trạch thiên thu. Bác làm cháu cảm động quá bác ạ. Ai cũng nói cháu là có quý nhân phù trợ. Bác gửi cho cháu hợp đồng, khi nào mà ký xong chuyển tiền cho bác thì bác đưa cho chìa khóa nhà với chìa khóa cổng nhá. À dạ đây cháu chuyển luôn ạ. Cháu quên mất. Chúc mừng cháu đã trở thành cư dân hợp pháp của phòng 406.